Video Outside chào quý vị và các bạn. Video Outside hôm nay lại lên nhà anh Huy ở Phủ Lý và chia sẻ với các bạn ít phôi. Ở đây anh Huy giờ. Em chào anh ạ. Chào anh ạ. Vâng. Chào công. Mấy vâng. Dạ vâng ạ. Mới chúc anh sức khỏe nhá, vạn sự như ý. Thích cái gì được cái đấy. Anh ơi. Anh Huy ơi. Mời anh ra đây với em một tí. Em năm nay sang năm 2021 rồi. Anh Huy cho em xin một cái lời chúc gửi đến bà con những người đam mê cây cảnh. Chúc anh em làng cây sang năm 2021 tất cả các anh em đoàn kết và hy vọng mọi người đều thành công. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em anh Huy, em thay mặt anh em đam mê cây cảnh chúc anh và gia đình với các cháu là an khang thịnh vượng này, mạnh khỏe và chúc anh là lên đường gặp được nhiều cốt quý để chinh phục anh nhá. Vâng, em xin phép anh em chia sẻ một ít phôi anh đang để ở vườn. Cảm ơn. Ok anh. Thưa quý vị và các bạn, ngay cổng vào là anh có những cái phôi rất là to. Nhưng những cái phôi này thì anh đang nuôi nên là lá nó hơi tốt. Nên video Outside để chia sẻ nó hơi khó về tổng thể. Video Outside sẽ cố gắng chia sẻ với quý vị trước phần bệnh và thân. Mời quý vị có điều kiện ngày gần nhất về với anh Huy ở Phủ Lý. Anh rất nhiều cốt đẹp. Hãy chia sẻ với quý vị một cái cốt mà anh Huy với Công đang ngắm đây. Anh Huy dăm nhanh nhỉ? Đấy, lần trước lên, lần này lên anh đã cho một số chi dăm rồi. Anh Huy nuôi tốt thật. Cây trực cổ này xưa là già lắm đấy. Đúng không? Con này hồi xưa phải cao 4 mét. Vậy cơ ạ? Con này nếu mà nó xong cây được phơi nắng nó đỏ như đồng luôn. Lên này, cái ten cũ này. Quay xem. Rồi. Cái này được cả hai mặt nhá. Vâng. Mặt sau còn dễ nhìn hơn mặt trước ạ. Ok. Quay thay cho con này ra được. Đây là chân bẹ đây quý vị này. Thật sự là lên với anh Huy ở Phủ Lý thì nói thật với quý vị và các bạn là video Outside là không biết là có đủ sức mà chia sẻ không thôi. Anh rất nhiều cốt quý. Đây phần thân này quý vị này. Thân này. Anh Huy chuyển cái tay này lên làm thân chuyển ngọn đẹp nha anh Huy nhỉ. Đấy, quý vị thấy chưa? Chuyển thành gốc bồ ngọn chỉ luôn. 5-6 năm đấy. Vâng. Nhiều vết cắt quý vị ạ. Nhiều vết cắt mà được lên như thế này. Anh làm kỹ lắm đây này. Đấy. Đầu răm anh cũng cắt ra răm mới. Ra đây là cắt phát nữa là ra chi mới. Đã màn thật luôn. Chi răm anh cũng cắt giật nhiều. Công cụ gì ạ? Video này Video Outside sẽ chia sẻ quý vị với các bạn là cái phôi này nhá. Cho xem cho nó đã. Rồi mình với chia sẻ các cây khác ở video sau. Video Outside sẽ dừng lại mỗi một mặt khoảng vài chục giây cho quý vị cùng chiêm ngưỡng.
quý vị sang mặt bên kia. Quý vị cùng xem lại độ chuẩn của bể này. Đấy, và độ văng của tay cảnh quý vị này. Chà đèn mỗi thôi. Quay kỹ ngắm về thấy phê. Ôi Huy ơi, mời anh ra đây, em xin cái ảnh nền. Anh Huy, hai anh em chào anh em cái sướng. Đưa tay chào phát anh Huy ơi. Ok. Ấm này. Đó, anh Huy thấy không? Nó lên được những cái độ già nhăn nheo của thân cây này anh này. Nhìn sướng lắm anh ạ. Nó chun lệ luôn. Đó. Đến hết màu luôn. Đỏ luôn. Vâng, sướng lắm anh ạ. Nhìn đúng này, cái không gian. Như kiểu đưa tất cả tổng thể nó vào một cái khuôn khổ nhất định anh. Ừ. Đấy, thành như một bức tranh. Vâng. Ngoài. Có con này hơi non nhưng mà form hơn thế. Đẹp. Vâng. À, tí nữa video sai sẽ chia sẻ cái video sau, cái phôi anh Huy vừa chỉ kia cho quý vị tiện ngắm. Video sai chia sẻ nốt cái phôi này đã. Thôi tiện đây thì video sai chia sẻ luôn với quý vị cái phôi này, chứ để video sau quý vị lại chờ nó mất công. Đấy. Chia sẻ với quý vị cái phôi này nhá. Cây này, phôi này thì khoảng tầm đang ra chi rồi, chờ răm nữa thôi. Chỉ chờ răm nữa thôi. Thân đục đạc. Hôm nay video sai sẽ làm một cái video dài cho quý vị cùng xem cho nó đã. Đó. Một cái cốt trực khoảnh. Cổ bên này rất sướng quý vị ạ. Vào trong này chia sẻ với quý vị rồi. Cây ba vai này anh lọc ra rất kỹ rồi. Đây. Mời quý vị xem video sau nhá, mình chia sẻ kỹ hơn.